nhớ mãi Mạc Khải Tuân. Vâng. Xa chốn quê hương làng thần núi Thiệu, xa sông Hoàng Long ngàn đời thương nhớ. Ta biệt cố đô hoa lơ xứ sở, dứt tình ra đi anh lên đất Ba Bể. Anh đến nơi đây một miền quê mới, núi tan sông đa mây vơn gió thổi, để chốn làng quê bao người mong đợi. Biết mai ngày anh có nhớ chúng tôi không, Mạc Khải Tuân ơi, đường về hai nơi, bạn bè thân quen giờ đành chia đôi. Sao không ở quê làng thân xứ núi Thiệu, mà lại ngược lên mảnh đất Ba Vì. Mạc Khải Tuân ơi, một người tài hoa, dù người đi xa còn đọng trong ta, những kỷ niệm xưa vẫn còn đâu đó, nhớ mãi trong lòng hình bóng Mạc Khải Tuân. Tuyệt vời, quá tuyệt vời bác Phạm Xuân Đồng. Sáng tác bộ nên nó chưa chính vâng. Sáng tác nhưng mà lại còn ngâm thơ thành bài hát luôn, bài hát thành bài thơ luôn. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết, viết đưa ai, ai viết mà đưa. Mà bây giờ lại nghe thế thì đúng là không có cái chia sẻ nào hơn đây rượu. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng. Đâu nhỉ? Đây à? Mời bác đi. Chúc sức khỏe nha. Chúc mọi sự tốt lành nha. Thành công mỹ mãn hôm nay là tuyệt vời bài thơ của chú Phạm Mạc Xuân Đồng. Ông ấy nói này, tiếp ở thế này. Đúng là nếu mà tính được thời gian quen biết thì năm nay là gọi năm thứ hai. Thế mà là không phải là nói với tôi nên đừng gãy ra, nhưng mà không phải một thứ người sang bắt qua nặng mọ không, mà tôi làm sao mới tiếp cận với chú nhưng mà để hợp với chú. Thường xuyên anh em gặp nhau suốt, mặc dù là thời gian nó ngắn rồi, nhưng mà đúng là từ lúc mà chú phủ nhận lệnh đi đường của bạn, nhưng mà chú quyết định nói chuyện thì chú thấy nói không phải bộ nói đức cầu tầm cao quá, nhưng mà thấy nó để mất đi một cái gì. Đúng vậy đấy. Vì sao tôi để đi nói câu này tiếp tốn không bằng Mạc Khải Tuân đâu, thì trông gọi là những cái cơ người chưa đâu, nó là đổ sổ, nhưng mà nhiều như này tôi thì ít rồi, nhưng mà có cái nội tâm là những người nào mà đã để tâm đến mà có những cái tình cảm nhớ lắm. Mà
là cái anh bên cạnh thế rất là yêu ai mà như là sáng tác bộ cái bài là đúng được chủ trong trong tâm đi nói đúng không vậy. À, câu chữ không cầu kỳ nhưng mà nó thực sự là từ trong một cái tâm sự rất nó mộc mạc chân tình thôi là, tâm sự rất là sâu lắng. Mạc Hải Tuân thành bài hát rồi. Bài hát là chia tay Mạc Hải Tuân hay là cái gì nhỉ? Nhớ mãi Mạc Hải Tuân. Bài hát nhớ mãi Mạc Hải Tuân. Như vậy là chỉ thiếu phần phổ nhạc nữa thôi. Mai Dũng nhá. Anh nhân duyên đối chú nó ở bản như thế nào này. Nếu mà ở đây thì chặt chồn đi cứ vâng. À đấy, ông này có cái năng khiếu về phổ nhạc luôn. À nửa coi chú nói chú phổ đi. Không ông ấy chứ cháu tưởng trưởng chú ấy chứ. Tôi chỉ e à. À vâng. Hai cộng là mấy thần thái rồi. Viên với thần thái tuyệt vời. Chụp chân dung nó tự làm lưu cảnh. Ờ. Đấy quá đẹp. Đấy là chú Ngọc chú thử máy luôn là ngon quá đẹp. Nếu mà có điều kiện đấy, nào mà mình đi chơi với chú thích nó chính như vậy phải kết nối được với nhau. Tự nó phải mở cảnh luôn. Có gì thì sẽ nói với Vịnh nhé. Và Vịnh thiết kế cho cả Ngọc nữa. Hôm nào nữa với thì Ngọc với Vịnh có trách nhiệm vì Ngọc với đều có ô tô. Hôm nào bác này đi không có điều kiện này. Hả? Vịnh điều được ô tô. Ờ đấy. Thế là mà bác lên chơi. Mà ở đấy rồi ít nhất là lên nếu mà lên. Ít ông phải mà đi thì mà rồi hôm sau đi vào mấy cái resort ở đấy đi cũng đi những cái khu du lịch Ao Vua rồi là Suối Tiên nó thế đấy nó ở trên đấy nó cũng làm cũng mạnh. Ôi, không là trên đấy cũng đất du lịch mà không mà nhái lại lời của tổng bí thư Nông Đức Mạnh đâu mà nhận lời mời và sẽ bố trí vào thời gian thích hợp thông qua con đường ngoại giao. Đấy quá tuyệt vời. Thời gian bố kia sẽ thông báo qua con đường ngoại giao. Thông báo con đường ngoại giao kênh ngoại giao. Vậy là giọng đây là giọng của nguyên thủ quốc gia chứ. Vâng. Bố nên đọc cái bài sao mới vâng. Đi thì tôi nói không được. Đấy cái bài này đấy, đúng là nhớ mãi chứ không có sa mi. Mới ra lò đấy. Là nhớ mãi mà phải không đấy. Nhưng bây giờ tuyệt vời đấy. Em lại thích như này. Thế là cái đấy là một cái bài thơ mang tiết phản biện. Thế bây giờ bác đọc cái bài Sami để bác ở mất ông bằng cạnh hoàng xóm mà bác tìm chỗ ở bằng được để bác không thể ở với hoàng xóm ấy. Mà em với bác thì mới gặp nhau mà lại cũng tình cờ ở hiệu sách chỗ thằng Lợi. Thế là bây giờ bác vừa nói thì em không dám nhắc lại nữa. Nhưng cứ làm mẫu đi. Đúng là duyên rồi. Vâng. Thế nên em nghĩ là này, để này bác yêu em như vậy thì em không biết nói gì cả. Thì A Di Đà Phật rồi. Là nó hẳn nghĩa rồi. Để bác đọc cái bài Sami để biết được bác đã thấy được thuyết được với cái tay hàng xóm như thế nào. Không đến được của đấy là không nhưng mà để riêng không để để biết được đấy là riêng không thể phủ sóng được. Không phủ sóng được chứ khi thơ nó riêng nhưng khi mở nhật ký ra và người ta có thể sau này người ta có thể có những tập thơ mà ở trong nhật ký nó để biết được thái độ của người ta và ngay cả Nguyễn Du cũng vậy. Chú Đồng ơi, như bác Mạc Hải Tuân bác có cái câu là mình phổ quát lên. Đấy. Tức là mình thơ là riêng nhưng mà mình phổ quát lên mình phổ quát thì là, mình vẫn phủ sóng được. Cái tôi đấy. Của mình nó hóa ra cái ta. Đấy. Là nhiều người không nói được và không dám nói thì mình đã nói được và đã nói và đã dám nói những cái điều sự thật đấy. Mà nhiệm vụ nhà thơ phải là như thế. Chứ không chỉ nói yêu, phải nói cả cái ghét. Tức là mình không còn là cá nhân của mình ở đấy nữa. Ở chỗ này này, người ta cao thượng yêu ghét một cái cao thượng chứ không tầm thường. Được vậy thì qua ý chú không một theo yêu cầu đâu nhưng mà cái là chắc là theo ý chú là chú cho phép cộng ra này bác cho tuyệt vời bác cho phép bác cái đoàn em đề nghị nếu vậy thì trong đó là cái này là nó cũng liên quan đến văn học nghệ thuật và đồng thời ở cái chỗ là nó cũng không biết là chưa trao đổi với nhau nhưng mà chắc là cũng hợp với chú. Đôi lúc là phía các vị dưới kia là các vị không thích thơ phú nên chỉ mình thích thôi như thế là tôi chỉ tôi thích đây không đây toàn những người yêu thơ không. Bác không biết bác này, bác hay đời đấy bác hay đời đấy bây giờ này nửa, bây giờ nhà đọc một bài về ông tôi tuần trước à. Bác đọc xong đấy rồi đấy.
đây là khi mà ông ấy tặng cái cuốn Đường Trăng thì cứ nhớ là thôi đọc thơ cũ thơ mới chưa kịp làm. Thơ cũ ông có tặng cuốn Đường Trăng là tặng ông lại bài thơ đáp lại cái cuốn sách ông tặng. Quá hay. Đường Trăng tỏ lối đi về, vẫn hít mây chiều lãng đãng du, thương phận bọt bèo cho bên sông đáy, vui bạn đồng môn tiếc nghĩa nhân, chiên bằng hữu quên cơm áo, lãng đãng tình người lãng đãng ơi. Thế là khi ông ấy tặng cái cuốn cuốn lãng đãng đúng hơn. Đúng là đọc lại nha, thật lắng động với cũng mà cũng là phải lâu mới chết được nhỉ. cái tác giả cái bài vừa xong ấy lâu nó mới chết được. Hiểm đấy. Quen nhau thời gian ngắn đấy mà cũng có trùng thôi chứ mà phải thôi đấy. Cái bài Sami là trước cháu nhớ cháu quay chú một lần rồi. Hôm nay chú đọc là lần hai. Đấy. Không bài đấy cũng mà. Không đấy. Sami là cháu quay chú bài đồng ở đọc ở đây rồi. Tí cho lục mạng ra thế này nhớ lại là có đấy. Sami. Nếu tao sống đều như mày thì chắc có lẽ suốt ngày cãi nhau. Làm người phải có trước sau, phải ăn phải ở với nhau thuận hòa. Tao thì sống rất thật thà, mày lại sống kiểu gian tà bất lương. Tao thì rất nặng tình thương, mày sống kiểu của phường sở khanh. Thằng chân thật, đứa lưu manh, hết đường tình nghĩa, tao đành xa mi. Bài thơ này đưa phổ quát lên vẫn tuyệt vời. Tên bài thơ rất tây nhỉ? Xa mi. Không vì là không phải một giảng nghĩa đâu, vì đất nước Việt Nam hình công chữ S, ba miền Trung Nam Bắc. Thì lấy cái từ miền Trung tỏa ra hai đầu đất nước, là chữ mi là từ của miền Trung. Không, cái tu từ của bác hay nhất là cái câu là thằng chân thật mà lại đứa đi mạnh. Tự nhận mình không nhận là người chân thật, không dám mình không nhận, nếu người mà biết không phải thật thì mình nói là người chân thật, tức là tự phong cho mình là thần người, nhưng mà đây tự hạ thấp mình xuống. Thế mà trong đó thì nhận mình là thằng mà chết mà đứa là nhưng mà thằng nhận đấy thì mình nó mới hơn thằng là mày tao thì cũng có... nó mới hơn đấy, nhất đấy hơn. Nhưng còn kẻ mấy người kẻ thì nó lại khách sáo quá đấy. Nó sao bác rất kỹ về cái ngôn ngữ thì ông này chú ạ, ông Tuân này có một kỷ niệm mà rất đáng nhớ với ông, là ông ấy vừa mua cái xe máy mới xong, mua được tương tuần chưa? Mất luôn. Mới à? Mới vừa đây á? Lâu rồi. 2008. Hồi lấy cái xe gem là ác lắm rồi. Gem bây giờ lúc bây giờ nó phải tương đương xuất đất rồi. Gem là 2008 là lợi. 82 chứ, mất cái 82. 82. Mất 82. Gem. Không, xe 82. Không, xe 82. Không, xe nó... Gem mất ở thí huyện mà. Gem Việt Nam. Gem Việt Nam thời đấy khoảng 38 triệu. Không. Bãi xe gem Thái vậy. Không, đây 17 triệu. 17 triệu mà xuất đất dưới kia lúc bây giờ cho mua là có 15 triệu thôi. Xuất đất bây giờ nó khoảng 2 tỷ. Thế tặng tính là 2 tỷ đây. Nhẹ thế nhưng nhanh, nhưng còn nếu mà bán đấy là bán ngay được. Kinh nhỉ. Thì không biết là cái xe của ông bây giờ là tương đương với này. Cái xe gì mua một cái xe là thời gian lên cao lên 43 triệu. Đấy, vậy mà ông mất cái xe, ông coi như không vậy. Thế là nghe thấy ông mất xe máy là có bài thơ tặng ông ấy là mấy câu đầu kết thành chữ là chú Tuân mất xe máy thật rồi. Chú là công chức an nhàn, tuân theo ý đảng ở ban Phật thần. Mất dần cái tính tham sân, xe riêng lương giáo thiên phần bình an. Mà hoặc là ông này lúc bây giờ ông trách cả tôn công giáo và Phật giáo. Mình ông đánh tất cả công giáo, Phật giáo. Nên là biết là xe riêng lương giáo thiên phần bình an, máy linh trời Phật khỏi bàn, rồi đây đắc đạo an nhàn cõi tâm. Bây giờ đắc đạo đấy, đắc đạo an nhàn cõi tâm là lên lên núi đấy, lên núi đấy lâu đắc đạo lên núi rồi, đang tu còn đang tu này, đang tu bây giờ lên đắc đạo rồi, ông đang tu đây. Bác đọc bài thơ về quê rồi. Bác cái gì Phan nhỉ? Lê Ngọc Phan. Lê Ngọc Phan. Vẻ với quê hương buổi chiều nay, trên đồng đi hứng gió heo may, chiều về bóng ngả trời xe lạnh, đến mãi bâng quơ những dấu dài lơ đãng
nào là lên vở đê xong lại xuống ngụ súng lại ra mã ải. Thì anh là cái chủ đề quê hương vẫn là cao nhất. Vâng. Thế thì có một cái lần về thì gặp thấy một cái ông bạn, ông cũng như vậy. Ông cứ đi, ông cứ đếm cỏ vậy. Đếm cỏ? Đếm cỏ. Ông cứ đi, ông đếm cỏ. Mà ông này là cũng đi khắp thế giới. Đức bây giờ quay về. Mà vừa rồi coi như là cho hết con cái nhà Hà Nội xong là cũng về quê mùa. Đấy, gợi ý hay không? Về quê mùa đó. Thế là thấy tôi ông như vậy là... Đây, Tấn ngồi đây. Ôi, không còn ngồi đây nữa. Thế cái bài thơ thì... Bác ngồi đây, bác Tấn. Bảo tôi đăng. Chú Tấn ấy. Bảo đăng vào báo Ninh Bình. Bài này đăng báo Ninh Bình và giữa cái dịp đấy mà. Vâng. Tôi đọc cái bài này. Về với quê hương buổi chiều nay, trên đồng đi hứng gió heo may, chiều về bóng ngả trời se lạnh, đến mãi bâng quơ những dấu dày. Bâng quơ suy tưởng một hồi lâu, mình đã đi và đến những đâu, được bao nhiêu thứ bao sung sướng, có được keo sơn, có được vàng. Tôi được keo sơn, được cả vàng, được bao nhiêu những vẻ hào quang đỉnh cao, lên đến đài danh vọng, đã biết nhìn đời đôi mắt trong. Quá đẹp. Tôi về quê để mà đắm say, ra giết miền quê buổi chiều nay, ước gì trở lại như hồi bé, để mẹ cha sanh lại mái đầu. Hay. Tôi trở về đây với bạn Hiền, tâm tình tràn ngập dưới mái hiên, tiếng cười cởi mở và trong sáng, rộn rã trong lòng những thủy chung. Hay. Quá tuyệt vời. Bài thơ ông bác Phan là lên cầu Phan quá tuyệt vời. Mỹ của chúng tôi là có bốn anh em, ông Phan, tôi với thằng Ngọc, với thằng Hải, thằng Ngọc tháng này là cứ hẹn nhau là rằm là lên núi, là buổi tối là đi dạo từ đây là lên núi là nước chơi xong là về. Đấy, nhưng 10 năm nay là công việc nó bận rộn rồi, là mỗi anh em chú cháu mỗi người một vẻ. Thế nên là không mấy được nữa. À, có đồng chí Hải, Ninh Khánh nhá. Khánh mà bạn này. Thế mà bây giờ như này, đấy cho nên là đồng chí Phan cũng có chủng tử thơ ca. Thế còn ông này đấy còn là thuyết gia và luật học. Ông Quế của tôi đấy. Không dám. Thế nhưng mà tôi để cứ từ từ đã. Nhưng bây giờ thì này, thôi em xin bác để bác hát cái bài này. Hát bài. Xong là bây giờ gần 2 giờ rồi, cho nên là hát xong bắt đầu là thơ này, nhạc. Nghe bài hát của anh. Nghe bài hát là tự biên tự diễn. Vâng. Đây là từng tác phẩm tự biên tự diễn. Mà ở cái chỗ là bác Phạm Xuân Đồng. Phạm Xuân Đồng. Gọi là chia tay Mạc Khải Quân. À, Mạc Khải Quân. Nên là tôi cũng sáng tác bộ thôi. Hát thì nốt nhạc không biết, nhưng mà gọi là cũng ui a thành bài hát. Nhớ mãi Mạc Khải Tuân. Xa chốn quê hương làng Thiền núi Thiệu, xa sông Hoàng Long ngàn đời thương nhớ, ta biệt cố đô Hoa Lư xứ sở, gửi lại ra đi anh lên đất Ba Vì. Chắc chắc tình, chắc chắc tình, chắc chắc tình, chắc chắc. Cái này có micro à. Anh đến nơi đây một miền quê mới, núi tàn sóng đa, mây bay gió thổi, để trốn làng quê bao người mong đợi, biết mai ngày anh có nhớ tôi không? Giáp giáp sình, giáp giáp sình, giáp 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 sình. Mạc Khải Tuân ơi, đường về hai nơi, bạn bè thân quen giờ đành chia đôi, sao không ở quê làng thân núi Thiệu, mà lại ngược lên ở đất Ba Vì. Mạc Khải Tuân ơi, một người tài hoa, người dù đi xa còn động trong ta,
những kỷ niệm xưa vẫn còn đâu đó, nhớ mãi trong lòng hình bóng Mạc Khải Tuấn. Cả nhà vỗ tay, cả nhà ơi, tuyệt vời. Nhớ mãi Mạc Khải Tuấn nhé.